Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành chỉ thị 10 về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Chỉ thị 10 được ban hành nhằm nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận huyện siết chặt và tăng cường các biện pháp trọng tâm. Cụ thể, dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng hoạt động các chợ tự phát, không tụ tập trên 3 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tuân thủ triệt để quy tắc 5K của Bộ Y tế, yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 1,5m giữa người với người tại các địa điểm công cộng, tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19 của các cá nhân, tổ chức. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nếu để tập trung quá 3 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Nội dung chỉ thị 10 cũng yêu cầu mọi người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp và các trường hợp khác do Sở Y tế hướng dẫn. Toàn thể người dân tự giác chấp hành theo các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, tự bảo vệ bản thân và gia đình, đồng thời cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu để phục vụ người dân thành phố và nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn giữa người lao động, tối thiểu 1,5m, mang khẩu trang tại nơi làm việc, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn, đảm bảo không gian thông thoáng. Chỉ thị 10 cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhà nước phải đảm bảo yêu cầu về giãn cách trong quy trình làm việc. Các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn, bao gồm cả các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hạn chế tối đa hoạt động trực tiếp, chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến, chỉ đến trụ sở giải quyết các công việc thật sự cần thiết và tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo các sở, ngành đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, vi phạm trong việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh, sắp xếp, mở rộng các khu cách ly tập trung của thành phố, đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân trong mọi tình huống, triển khai các hình thức đặt hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà và giãn cách tập trung đông người khi mua sắm tại siêu thị, tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, đường bộ, đường thủy nội địa, hạn chế tối đa việc di chuyển của người dân theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân. Chiều 19 tháng 6 năm 2021, Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo 2 ca tử vong 63 và 64 ở Việt Nam. Hai bệnh nhân là người cao tuổi, có bệnh lý nền nặng. Ca tử vong thứ 63 là bệnh nhân 12.151, bệnh nhân nữ, 90 tuổi, địa chỉ tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ngày 12 tháng 6, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được điều trị tại cơ sở thu dung bệnh nhân COVID-19 đặt tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Fuji Bắc Giang. Ngày 14 tháng 6, bệnh nhân ho có đờm, tức ngực, khó thở nhẹ, người mệt mỏi, được hội chẩn và chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang. Ngày 16 tháng 6, bệnh nhân mệt mỏi, sốt 39 độ C, thở oxy dòng cao FeO2 90%, xuất hiện phù căng cứng cẳng tay trái, xuất huyết dưới da thành mảng, được đặt catheter tĩnh mạch trung tâm bù dịch, dùng thêm kháng sinh linezolid, meropenem. Ngày 17 tháng 6, bệnh nhân mê sâu, thở gắng sức, được đặt nội khí quản thở máy hỗ trợ, đặt catheter động mạch theo dõi huyết động, lọc máu liên tục, dùng vận mạch noradrenaline, giãn cơ, an thần, bù dịch, albumin. Nhưng tình trạng bệnh nhân quá nặng, sốc không hồi phục, bệnh không đáp ứng điều trị, bệnh nhân tử vong lúc 3 giờ 44 phút ngày 18 tháng 6 năm 2021, chẩn đoán tử vong, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan trên bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hoại tử cẳng tay trái, lão suy. Ca tử vong thứ 64 là bệnh nhân 3.866, bệnh nhân nam, 67 tuổi, có địa chỉ tại Hà Trung, Thanh Hóa. Bệnh nhân có tiền sử ung thư phế quản, di căn xương và màng phổi, theo dõi di căn dưới nhện. Bệnh nhân điều trị ung thư phổi tại khoa nội 2, Bệnh viện Ca cơ sở Tân Triều, ngày 15 tháng 5 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bệnh nhân được điều trị và theo dõi tích cực, sử dụng thuốc chống viêm, điều chỉnh rối loạn đông máu và kháng sinh phổ rộng điều trị bội nhiễm. Ngày 31 tháng 5, bệnh nhân đáp ứng điều trị kém, tình trạng suy hô hấp tiến triển tăng, phải tiến hành can thiệp đặt ống nội khí quản, thở máy. Bệnh nhân tuy được hồi sức tích cực, chăm sóc toàn diện nhưng tình trạng tổn thương phổi không cải thiện, nhiễm trùng tiến triển nặng dần, rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn.
bệnh nhân tiên lượng nguy cơ tử vong cao được hội chẩn bệnh viện và trao đổi với người nhà tình trạng bệnh, gia đình xin chăm sóc giảm nhẹ. Bệnh nhân tử vong hồi 0 giờ 45 phút ngày 19 tháng 6 năm 2021, chẩn đoán tử vong viêm phổi do SARS-CoV-2, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm nấm Candida xâm lấn trên bệnh nhân ung thư phế quản trái giai đoạn 4, di căn màng phổi và xương. Có những cái phản ứng phụ xảy ra thì đa phần là đều là phản ứng nhẹ, nhưng mà tỷ lệ thì có thể là khá cao cái phản ứng phụ đó ha. Nhẹ thì nó mình xử trí tại nhà, tăng cường uống thêm nước, uống thêm cái thuốc paracetamol để hạ sốt nha. Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2021, cũng như nhiều nhân viên ở công ty, anh Nguyễn Đức Quỳnh, chủ tịch công ty FPT Software, được nghe tư vấn trước khi tiêm vaccine COVID-19 trong lô 836.000 liều vừa được Nhật Bản hỗ trợ cho Việt Nam. Cảm xúc đầu tiên là hồi hộp, vì chắc chắn là mình cũng là một trong những người mà đầu tiên ở khu công nghệ cao này được tiêm cái vaccine. Cảm giác thứ hai là lo lắng, bởi vì chắc chắn là mọi người cũng nghe rất nhiều cái thông tin, chắc chắn là cái tỷ lệ, một cái tỷ lệ nhất định mọi người cũng băn khoăn cái vaccine nó hiệu ứng thế nào, hiệu quả thế nào. Anh Quỳnh cũng là một trong những người đầu tiên của công ty được tiêm vaccine COVID-19 trong đợt này. Chúng tôi cảm thấy là mình rất là vinh dự, vinh hạnh là những người mà đầu tiên khơi mào cho một cái cuộc chiến, gọi là cuộc chiến dịch, phải nói là rất là lớn và vĩ đại ở nước ta trong cái việc tiêm vaccine COVID-19. Tất nhiên là với tình hình như thế, bây giờ cũng đang phải lo lắng để xem là trong 30 phút tiếp theo thì nó sẽ phản ứng thế nào. Mặc dù khi tiêm xong có một chút lo lắng, nhưng anh vẫn hy vọng mọi người sẽ đi tiêm vaccine COVID-19 như mình. Đối với những người chưa tiêm thì chắc chắn là rất mong muốn mọi người là đi tiêm. Cái đấy là gọi là vận mệnh từ trái tim, chứ không phải chúng không phải bắt, không phải cái mà đấy là vận mệnh từ trái tim. Đối với những người mà đã tiêm rồi thì chúng ta không được chủ quan. Chúng tôi biết tức là cái vaccine này nó không phải là có vaccine cái là chúng ta không bị nhiễm đâu, mà cái vaccine này nó chỉ để giảm các triệu chứng và cũng như là hạn chế tối đa các cái nguy cơ, cho nên là vẫn phải đảm bảo 5K. Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi động chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 tại khu công nghệ cao Thành phố Thủ Đức vào sáng cùng ngày. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi lời cảm ơn người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia chống dịch trong thời gian qua. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, thông điệp 5K phổ biến ở hầu khắp mọi nơi trên thế giới. Nhưng chỉ có 5K là chưa đủ để chuyển trạng thái phòng chống dịch sang dự phòng tích cực, chủ động. Chúng ta phải có một biện pháp căn bản, đó là vaccine. Sau lễ khởi động, các nhân viên của công ty FPT Software với khoảng 500 người đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên trong lô 836.000 liều vừa được chính phủ Nhật Bản hỗ trợ cho Việt Nam. Đây cũng là một trong hai doanh nghiệp đầu tiên sẽ tiêm trong đợt này. Đối với các doanh nghiệp có số lượng công nhân lớn sẽ được sắp xếp tiêm chủng sau. Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận việc ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 trước cho công nhân giúp doanh nghiệp và người lao động an tâm sản xuất kinh doanh. Thành phố Hồ Chí Minh có 17 khu chế xuất và khu công nghiệp với 280.000 người lao động. Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 45.000 người lao động. Bộ Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Trung cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, theo yêu cầu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, trong ngày 19 tháng 6, Sở đã triển khai lấy danh sách đồng ý tiêm vaccine COVID-19 trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành giáo dục. Theo đó, danh sách được tổng hợp theo đơn vị phòng giáo dục thành phố Thủ Đức và các quận huyện. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai thực hiện khai báo y tế với giáo viên và học sinh lớp 12. Dự kiến Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm vaccine cho giáo viên các trường mầm non, các trường phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc, kể cả giáo viên các trường ngoài công lập. Được biết, hiện nay toàn Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 80.000 giáo viên ở tất cả các bậc học. Cũng trong ngày 19 tháng 6, các trường trung học phổ thông đã triển khai việc khai báo y tế đối với giáo viên, nhân viên và toàn bộ học sinh lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vợ đi làm đây rồi bị sáng nghe thông tin đó rồi cái rồi đóng cửa siêu thị cho khách ra ngoài rồi chờ lấy mẫu xét nghiệm. Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2021, siêu thị Bixi trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh đã phải tạm thời đóng cửa vì có 3 ca dương tính COVID-19 từng tới mua sắm.
anh Khổng Việt vì lo lắng đã chạy từ nhà tới cổng Big C để chờ tin tức. Do vợ của anh Việt làm nhân viên ở siêu thị nên từ khi dịch bệnh, anh và vợ cũng luôn nhắc nhở nhau đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Ngày nào cũng hay chồng thì lúc nào cũng nước kháng khuẩn trước khi đi làm, rồi đeo bao tay trước kia đến tiền cho khách, rồi khẩu trang 24/24 và không tiếp xúc người lạ. Thì đi làm thì ngày đi làm thì chiều đi về thôi chứ không đi đâu khác, ngoài khá là an tâm về bản thân của chúng mình. Nhưng mà mình thì vẫn lo lắng là một số người là không có ý thức thôi. Bây giờ là điều đầu tiên em chỉ mong muốn là tất cả các mọi người phải ý thức chấp hành cái luật giãn cách của chính phủ đề ra, thì như vậy thì mới giảm bớt cái dịch bệnh được. Nhiều người có người thân làm việc tại siêu thị cũng tới đứng ở ngoài cổng thấp thỏm ngóng tình hình. Tuy nhiên, sau khi họ được lực lượng làm nhiệm vụ ở đây thông báo, Big C tạm thời không cho ra vào và hướng dẫn trở về nhà chờ lấy mẫu xét nghiệm. Siêu thị Big C này cũng đã được giăng dây và cho phun khử khuẩn. Lực lượng chức năng cũng làm việc với các nhân viên để truy vết những người tiếp xúc gần với ca dương tính COVID-19. 9 tháng 6 năm 2021, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn về việc thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Bình Tân. Ba khu phố là khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân sẽ áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, kể từ 0 giờ ngày 20 tháng 6, ngành chức năng sẽ triển khai thiết lập vùng phong tỏa, giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 đối với các khu phố 2, 3, 4 trong 14 ngày. Theo Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, ba khu phố áp dụng biện pháp giãn cách rộng khoảng 171 ha với hơn 17.400 hộ dân và gần 56.000 nhân khẩu. Nếu áp dụng giãn cách, có 36 doanh nghiệp và 4 đơn vị hành chính bị ảnh hưởng. Riêng Ủy ban Nhân dân phường An Lạc sẽ bố trí một hướng di chuyển để cán bộ, công chức đến trụ sở và đi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. Dự kiến, Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân sẽ tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra vào khu vực trên với 22 chốt, mỗi chốt 3 người trực 1 ca. Ngày 3 ca, tổng cộng 198 người một ngày. Đường Hồ Học Lãm, đoạn từ Kinh Dương Vương đến Võ Văn Kiệt sẽ được chốt chặn cách ly. Riêng tuyến đường Kinh Dương Vương và Võ Văn Kiệt vẫn cho lưu thông nhưng không được phép dừng đổ. Các cửa hàng tiện ích vẫn tiếp tục hoạt động để cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân và chỉ phục vụ người dân trong khu vực giãn cách, chỉ chở hàng hóa, không chở người ra vào khu vực trên. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Y tế, Sở Công Thương, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, HCDC và Ủy ban Nhân dân quận 8 cử lực lượng phối hợp hỗ trợ quận. Trong đợt dịch lần này, Sở Y tế nhận định đặc điểm lớn nhất của các chuỗi lây nhiễm trong đợt dịch này là chủng virus Delta gây lây nhiễm mạnh trong gia đình, hàng xóm, nơi làm việc. Sự lây nhiễm từ gia đình vào nơi làm việc và từ nơi làm việc về nhà đã làm cho dịch lan tỏa rất nhanh và rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các chuỗi dịch lớn ghi nhận chủ yếu tại các khu nhà trọ, cụm dân cư tại các quận huyện đã ghi nhận các bệnh nhân làm việc trong các khu công nghiệp, nhân viên y tế và nhân viên văn phòng. Ngày 19 tháng 6, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Thượng tá Võ Quang Ái cho biết, ông vừa ký quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã Mỹ Hành Đông, thị xã Cai Lậy, khiến toàn bộ xã Mỹ Hành Đông phải phong tỏa. Theo kết quả điều tra ban đầu, ổ dịch COVID-19 tại xã Mỹ Hành Đông, thị xã Cai Lậy khởi phát từ ngày 11 tháng 6 sau khi bệnh nhân nhiễm COVID-19, 46 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hành Đông, đến khám tại Trung tâm Y tế xã Mỹ Hành Đông và được phát hiện dương tính với COVID-19. Qua điều tra truy vết, phát hiện nguồn bệnh xuất phát từ người phụ nữ, 38 tuổi, ngụ đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi vào thời điểm này áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Trước đó, người này về nhà chồng tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hành Đông, nhưng không tự giác khai báo y tế, không chấp hành cách ly phòng chống dịch. Người này cũng không hợp tác với cán bộ y tế trong lấy mẫu xét nghiệm, thậm chí lực lượng chống dịch tại địa phương phải cưỡng chế người này để lấy mẫu xét nghiệm. Mẫu bệnh phẩm của người này sau đó được khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Đến nay, ổ dịch trên địa bàn xã Mỹ Hành Đông đã có 21 trường hợp dương tính với COVID-19. Theo cơ quan điều tra Công an thị xã Cai Lậy, đây là vụ án lây lan dịch bệnh COVID-19 nghiêm trọng đến mức ông Trần Văn Thước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cai Lậy phải ký quyết định phong tỏa, cách ly toàn bộ xã Mỹ Hành Đông từ 12 giờ ngày 13 tháng 6 đối với tổng số 2.327 hộ dân và 8.593 nhân khẩu. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Cai Lậy đang khẩn trương tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bị can và đề nghị xử lý nghiêm theo pháp luật.
Ngày 19 tháng 6 năm 2021, thông tin từ Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương này tiếp tục ghi nhận 5 trường hợp dương tính với COVID-19. Đây là các trường hợp F1 của bệnh nhân 12.437, là nhân viên bảo vệ công ty nhựa Duy Tân ở số 145 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê. 5 ca dương tính thì có 4 người cùng gia đình gồm vợ, con gái, hai cháu ngoại của bệnh nhân 12.437 và một người bạn của bệnh nhân trú tại đường Kiệt 407 đường Lê Duẩn, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê. Vậy là sau một tháng không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng, Đà Nẵng lại tiếp tục phát hiện thêm các bệnh nhân COVID-19 không rõ nguồn lây. Ca chỉ điểm là bệnh nhân 12.437 được phát hiện dương tính với COVID-19 khi đi lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng. Theo điều tra dịch tễ, vào các ngày 6 tháng 6 và 10 tháng 6, bệnh nhân có tiếp xúc 2 xe nhập hàng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng, trên mỗi xe có 3 người từ thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có tiếp xúc gần, hướng dẫn chỉ vị trí cho lái xe và công nhân bốc xếp vào kho. Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê đã thiết lập khu vực cách ly nơi bệnh nhân cư trú, truy vết và lấy mẫu 436 người tiếp xúc gần và trong khu vực dân cư. Trưa ngày 19 tháng 6, tuyến đường Lê Duẩn, vốn là phố chuyên kinh doanh thời trang, đã được kéo băng rôn cảnh báo, dừng buôn bán và cấm người ra vào khu vực này. Các đường Kiệt Thông từ đường Lê Duẩn đi Hùng Vương cũng bị phong tỏa hoàn toàn. Tuyến đường Hoàng Hoa Thám cũng đã kéo băng rôn, hoạt động kinh doanh tạm ngừng. Lực lượng y tế đã đến tận các cửa hàng kinh doanh thời trang trên đường Lê Duẩn để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với toàn bộ người dân, nhân viên cửa hàng. Tất cả những người ở khu vực này đều được ghi lại danh sách cấm rời khỏi khu vực khi chưa có kết quả xét nghiệm. Theo CDC Đà Nẵng, kết quả xét nghiệm COVID-19 sẽ có trong ngày 19 tháng 6 năm 2021. Theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng cho biết, trường hợp bảo vệ công ty nhựa Duy Tân mắc COVID-19 đã xác định được nguồn lây nên hiện tại Đà Nẵng đang dốc tổng lực khoanh vùng lấy mẫu và xét nghiệm để nhanh chóng kiểm soát dịch. 12.255 mắc COVID-19 ở tỉnh Lào Cai là tài xế xe container với lịch trình phức tạp đi khắp 3 miền Bắc Trung Nam. Vào trưa ngày 19 tháng 6 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Lào Cai đã thông tin về ca nhiễm COVID-19 thứ 2 tại đây là F1 của tài xế này. Bệnh nhân vừa được công bố là bệnh nhân 12.540, là một phụ nữ 33 tuổi ở phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Hiện bệnh nhân 12.540 đã được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Trước đó, trong ngày 14 tháng 6, người phụ nữ có tiếp xúc gần với tài xế xe container. Cho đến ngày 18 tháng 6, khi biết tài xế dương tính với COVID-19, chị đã chủ động khai báo y tế và được đưa đi cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm. Theo điều tra lịch trình, từ ngày 14 đến 17 tháng 6, bệnh nhân 12.540 đã đi làm việc, di chuyển đến nhiều nơi trên địa bàn thành phố Lào Cai. Kết quả truy vết đến 12 giờ ngày 19 tháng 6, CDC Lào Cai đã lập danh sách quản lý 30 trường hợp F1, 63 trường hợp F2. Các trường hợp F1 đã được chuyển đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai và khu cách ly tập trung. CDC Lào Cai cũng ra thông báo yêu cầu những người đến những địa điểm sau đây cần thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất, gồm 1. Khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Kim Thành, tỉnh Lào Cai từ 14:30 đến 15:30 ngày 14 tháng 6. 2. Số nhà 66 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai từ 16:30 đến 23:00 ngày 14 tháng 6, từ 21:00 đến 23:00 ngày 15 tháng 6, từ 17:00 đến 23:00 ngày 17 tháng 6. 3. Công ty Thanh Phong, số 98 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai từ 7:00 đến 17:00 ngày 15 tháng 6, 7:00 đến 17:00 ngày 16 tháng 6, 7:00 đến 17:00 ngày 17 tháng 6. 4. Số nhà 55 đường Triệu Quang Phục, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai từ 17:00 đến 20:00 ngày 15 tháng 6, từ 21:00 đến 23:00 ngày 16 tháng 6. 5. Quán gội đầu số nhà 57 đường Triệu Quang Phục, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai từ 20:00 đến 21:00 ngày 15 tháng 6. 6. Quán nước Cộng Hòa đường An Dương Vương, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai từ 19:00 đến 21:00 ngày 16 tháng 6. Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã ra lệnh tạm thời phong tỏa 3 khu vực liên quan gồm nhà riêng của bệnh nhân, nhà bác ruột của bệnh nhân và quán nướng Cộng Hòa để xử lý môi trường, ngăn chặn nguy cơ dịch lây nhiễm trong cộng đồng. Trở lại với bệnh nhân 12.255 là tài xế xe container, đây là ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng tại tỉnh Lào Cai trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam. Bệnh nhân 12.255 có lịch sử di chuyển rất phức tạp, đã đi qua nhiều tỉnh, thành phố và hiện chưa xác định được nguồn lây. Tỉnh Lào Cai đang yêu cầu điều tra chính xác dịch tễ của bệnh nhân này để có giải pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai yêu cầu các đơn vị khẩn trương truy vết chính xác về dịch tễ của bệnh nhân 12.225 mắc COVID-19 là tài xế xe container, cũng là ca COVID-19 cộng đồng đầu tiên tại Lào Cai trong đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ tư ở Việt Nam. Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai nhận định đây là ca nhiễm có yếu tố dịch tễ và lịch trình di chuyển rất phức tạp và đến nay vẫn chưa xác định được nguồn lây. Vào ngày 18 tháng 6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai đã phát đi thông báo khẩn tìm người đến 18 địa điểm khác nhau ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai cũng thông báo đến chính quyền các địa phương tăng cường truy vết, đồng thời kêu gọi người dân chủ động khai báo hoặc thông báo cho cơ quan y tế gần nhất nếu đến các địa điểm dưới đây. 1. Xóm 3 xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6. 2. Tỉnh lộ 781 đoạn qua xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh từ 16:30 ngày 8 tháng 6 đến 10:20 ngày 9 tháng 6. 3. Xã Hiệp Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Long An từ 18:00 đến 20:50 ngày 9 tháng 6. 4. Phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh từ 22:40 đến 23:00 ngày 9 tháng 6. 5. Xã Hồ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận từ 6:51 đến 7:15 ngày 10 tháng 6. 6. Phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên từ 12:21 đến 13:21 ngày 10 tháng 6. 7. Đường Nguyễn Tất Thành, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi từ 17:50 đến 18:50 ngày 10 tháng 6. 8. Xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình từ 12:06 phút đến 12:45 phút ngày 11 tháng 6. 9. Quán Đồi Cây, đối diện bãi rau, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai từ 19 đến 21:00 ngày 11 tháng 6. 10. Bãi xe cửa khẩu Kim Thành Lào Cai từ 15 đến 17:00 ngày 12 tháng 6. 11. Khu B chợ Cốc Lếu, thành phố Lào Cai từ 17:00 đến 18:00 ngày 12 tháng 6 và từ 17 đến 18:00 ngày 13 tháng 6. 12. Công ty Nam Phong, tổ 2, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6 và từ 11:00 đến 13:00 ngày 13 tháng 6. 13. Quán Miếng Ngang có cây bơ, thành phố Lào Cai từ 7:00 đến 9:00 ngày 14 tháng 6. 14. Công ty Thanh Phong, thành phố Lào Cai từ 10:00 đến 12:00 ngày 14 tháng 6. 15. Xưởng sửa chữa ô tô Nga Doanh, doanh nghiệp Ngọc Dương, đường Quang Khải, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai từ 14 đến 16:00 ngày 14 tháng 6. 16. Quán Phở Bò, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai từ 6 đến 8:00 ngày 15 tháng 6. 17. Khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh, Lào Cai từ 7 đến 8:00 ngày 17 tháng 6. 18. Sảnh khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai từ 7 đến 8:00 ngày 17 tháng 6. Sở Y tế tỉnh Lào Cai yêu cầu các đơn vị khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng cho người dân tại các khu vực chợ Cốc Lếu, quán ăn sáng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo dừng ôn thi trực tiếp cho học sinh khối 12 tại thành phố Lào Cai, chuyển sang ôn thi theo hình thức trực tuyến, chủ động xây dựng phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong điều kiện có dịch COVID-19.